tại sao phải chăm sóc sức khỏe chủ động? Theo như thống kê, thì cơ thể con người có khả năng tự bảo vệ sức khỏe lên đến 31%. Vì thế, cơ thể chính là bác sĩ chữa bệnh hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, đối với một cơ thể sống quá nghèo nàn về dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất thì sẽ không bao giờ đủ sức đề kháng để chống lại dịch bệnh và ung thư. Điều quan trọng nhất để bảo vệ mọi vấn đề về sức khỏe đó chính là ý thức của chính con người trong việc bảo vệ sức khỏe. Trong thời buổi hiện nay, có rất là nhiều các vấn đề nan giải như là thực phẩm bẩn, môi trường bị ô nhiễm, không khí không được trong lành. Điều này khiến cho bệnh tật của chúng ta gia tăng và tuổi thọ của con người thì bị giảm sút. Chính vì vậy, việc bảo vệ sức khỏe cho gia đình bằng chế độ ăn uống, dinh dưỡng thôi chưa đủ. Điều quan trọng ở đây đó là việc chúng ta cần phải cảnh giác trước những thực phẩm bẩn và việc để ý chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân của chúng ta, cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Và chúng ta nên đi thăm khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện ra những các tình trạng, các vấn đề bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời.